tịnh ca Hôm nay thì cái buổi sinh hoạt đạo tràng này cũng là trong cái mùa Vu Lan, thì cũng nhắc chúng ta đến tôn giả Mục Kiền Liên với tinh thần hiếu đạo mà độ mẹ, mà gọi là sanh trong cái kiếp ngạ quỷ khổ đau, cho nên là cũng đây là cũng nhân đó mà với thầy cũng nói về cái ý nghĩa luân hồi để cho tất cả cũng hiểu thêm và nắm vững thêm những cái ý nghĩa này, để là mình có một cái nhìn cũng như có cách sống nó cũng đúng theo cái ý nghĩa của đạo lý thêm, tức là đề tài là ý nghĩa về luân hồi. Bởi vì thứ nhất là ở thế gian thường thường thì nó có hai cái kiến chấp. Mà quý vị biết hai kiến chấp gì không? Thường thường là hai kiến chấp của thế gian á, lâu nay đó là bởi hiểu theo gọi là cái tình chấp, gọi là tình chấp một bên. Cho nên thứ nhất á, là cho rằng con người có mặt ở đây á, là sao? Tức là con số người thì cho rằng con người ta có mặt ở trên thế gian này á, là chỉ có lần thôi. Lần này giống như lần đầu rồi đó. Sau khi chết á, là hoàn toàn mất hẳn, coi như trở về với cát bụi vĩnh viễn. Phải không? Đó, con số là quan niệm vậy. Phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là số người thì cho rằng con người là còn mãi, gọi là linh hồn này, là con người có cái linh hồn này là còn mãi, sau khi chết rồi thì hoặc là lên thiên đường sống an vui mãi mãi, hoặc là xuống địa ngục cũng chịu khổ mãi mãi, coi như linh hồn người á, thì vẫn là người, rồi hoặc là vui hoặc là khổ mãi, mà người vẫn là người thôi. Đó gọi là hai cái Phật gọi là hai cái kiến chấp mà gọi là nghiêng một bên. Tức là sao? Tức là một bên đó là chấp đoạn, một bên đó là chấp thường, gọi là thường kiến và đoạn kiến đó. Một bên đó thì chấp là coi như chết này, chết rồi là mất hẳn, không còn gì nữa. Còn một bên đó thì chấp là linh hồn là còn hoài. Đó. Mà đó là hai kiến chấp mà Phật dạy gọi là nghiêng lệch, mà nó cũng đưa đến cái gọi là cái nhìn nó nguy hiểm. Bởi vì nếu mà quý vị nghĩ coi, nếu mà chấp là thân này chết rồi là hết thì sao? Thì mình đâu có sợ tội. Phải không? Làm rồi thôi, chết là hết rồi, đâu còn gì nữa. Phải không? Thì cũng không có sợ tội gì, mà cũng không cần làm phước làm chi nữa. Phải không? Chết là hết rồi, làm phước gì nữa, phải không? Thành ra rất nguy hiểm, quý vị thấy không? Còn thứ hai á, là chấp con người là linh hồn là còn hoài còn mãi thì cũng vậy, không? Linh hồn còn hoài còn mãi, linh hồn người cũng người hoài thôi, thì mình cũng sẽ nghĩa là cũng không có sợ tội, rồi cũng không có làm phước gì nhiều, vì người cũng vẫn người thôi, không? Nó cũng không có mất mát gì, phải không? Đó, thành ra đó gọi là hai cái kiến chấp mà gọi là nghiêng lệch, cho nên phải gọi là đó là kiến chấp thường và kiến chấp đoạn. Trong Phật pháp á, thì Phật không chấp nhận như vậy, mà Phật gọi đó gọi là đoạn kiến và thường kiến, tức là chấp theo đó là sẽ mê mờ cái lý nhân quả, rất là nguy hiểm, phải không? Nà. Bởi vì chấp vậy là chết là hết rồi thôi, là nhân quả không có gì hết, phải không?
còn chấp nó còn hoài vậy thì cũng vậy, thì nhân quả cũng không thành. Đó. Cho nên Phật Pháp thì nói rõ về cái luân hồi. Đó, luân hồi chứ không hẳn là mất luôn, mà cũng không hẳn là thường còn. Không? Cho nên cái nghĩa luân hồi nó nhiều vị nghe thì thấy thường, nhưng mà đó là một nghĩa rất là sâu xa. Không? Nghĩa là hiểu về luân hồi thì để rõ rằng là chết rồi không phải là mất hẳn, bây giờ còn luân hồi mà, phải không? Nhưng mà cũng không phải là còn hoài, mà luân hồi tức là có thể thay đổi, người có thể xuống làm thú, phải không? Rồi có thể là lên làm trời, cho nên không phải là người mãi, phải không? Cho nên nó có thay đổi, nhưng mà không phải mất hẳn, phải không? Rồi, cho nên đó là cái là khó hiểu, nhưng mà đó là cái lẽ thật. Và như vậy thì mình bớt, gọi là bớt cái chấp. Thứ nhất là bớt cái chấp là chết rồi mất hẳn, thì mặc tình là buông lung thụ hưởng hoặc là tạo tội lỗi, thấy không? Bởi vì cái đó thì chết rồi coi này hết, không còn gì nữa thì không sợ gì nữa. Hoặc là gọi là tránh cái chấp là linh hồn nó thường còn. Thường còn thì tức là cũng không phải lo sợ gì, thì cũng không có sợ nhân quả. Mà ở đây thì Phật nói về luân hồi để cho tất cả hiểu rõ nó có liên hệ đến nhân quả. Thì ý nghĩa luân hồi là sao? Luân hồi thì chữ luân á, chữ luân tức là cái bánh xe, chứ nghĩa luân là bánh xe, hồi là nó xoay xoay vòng như bánh xe xoay vậy nè, cho nên gọi là luân hồi, phải không? Quý vị thấy nhìn như bánh xe đó, bánh xe cứ xoay về thì cái bánh xe mà nó xoay đó thì quý vị kiểm coi là chỗ cái chỗ nào là đầu, chỗ nào là cuối. Không có đầu có cuối, không? Cứ xoay xoay hoài vậy thôi thì đâu có chỗ đầu có cuối. Tức là không có điểm đầu mà cũng không có điểm cuối cố định. Thì ở đây thì quý vị sẽ kiểm lại từ từ rồi mới thấy ý nghĩa luân hồi là một cái lẽ thật của thế gian này, từ bên ngoài thế giới cho đến ngay nơi trong con người của mình đều nằm trong cái luân hồi đó. Thí dụ như xét về đất, đất thì quý vị thấy nó có luân hồi không? Nhiều khi quý vị thấy đất là giống như mình thấy đất mình đi đó thôi, thấy xưa giờ thì mình thấy hồi xưa giờ mình đi thì nó cũng vậy thôi, thấy không? Nhưng mà xét sâu vào thì đất nó cũng có luân hồi đó. Thí dụ như đất nó, rồi cái thì nó rút lên làm cây, không? Mình trồng cái đất đó, đất mình trồng đó thì ban đầu nó đất thôi, mình ương cái cây mình trồng lên thì nó rút đất, không? Rút đất lên làm thành cây, phải không? Cây là thành hoa, thành lá, phải không? Rồi thời gian rồi nó mục, nó hoại rồi sao? Trở về đất trở lại. Thì đó là luân hồi một vòng, phải không? Đất rồi rút lên thành cây, lá, hoa, rồi cái mục cái trở lên đất trở lại, nó phân đó. Phân rồi thì tự phân đó là cái mức bồi dưỡng cho những cái cây khác, không? Rồi lên trở lại thì coi như vậy thì đó là một dòng luân hồi, không? Đó. Rồi nước mà khi mà nó gặp hơi nóng nó bốc hơi thì sao? Hơi thành mây gặp khí lạnh nó động lại thì sao? Mưa trở lại thành nước. Đó là dòng luân hồi, không? Đà, nó đi một vòng rồi luân hồi. Rồi con người chúng ta, người chúng ta máu nó tuần hoàn từ tim đi ra khắp cơ thể rồi trở về tim, phải không? Đó là cũng vòng luân hồi. Rồi cái quan trọng là cái nghiệp thức, nghiệp thức chính là mình đó, cái nghiệp thức tạo lành tạo dữ, phải không? Tức là tạo thành những cái nghiệp lành, tạo những nghiệp dữ, rồi nó sinh ra theo cảnh lành, cảnh dữ. Nghe không? Sinh ra theo cảnh lành, cảnh dữ rồi sao? Hết gọi là hết cái thời hạn của nó thì sao? Chết. Chết rồi sao? Chết rồi theo nghiệp mà đã tạo đó, thì sanh
cũng trở lại, sanh trở lại trong gọi là sáu đường, đúng không? Sáu đường là cứ sôi vần trong đó, lên xuống, đúng không? À, mà không có dừng, phải không? À, nghiệp thức mình tạo, hoặc thí dụ như tạo nghiệp nghiệp lành thì có thể là sao trở lại làm người, hoặc tốt hơn nữa là làm trời, đúng không? À, rồi hết cái nghiệp mà làm người làm trời đó, rồi trở lại xuống trở lại, đúng không? Hoặc là tạo cái nghiệp mà ác á, thì làm ngạ quỷ súc sanh, ngạ quỷ súc sanh rồi hết những cái nghiệp đó thì rồi cái sanh hoặc sanh trở lại làm người, đúng không? Rồi cũng là lòng vòng lẩn quẩn đó, xoay đi xoay lại, gọi là luân hồi mà không có mất, đúng không? Không mất nhưng mà cũng không có gọi là cố định là người mãi, đúng không? Đó, có thay đổi, đó, thay đổi mà không mất, đúng không? Cho nên gọi là luân hồi. Đó. Cho nên ở trong Quy Sơn cảnh sách, tổ Quy Sơn đó là ngài có câu ngài gọi rằng gọi là bò lên lết xuống, đúng không? Bò lên lết xuống. Mình sống trong cái cõi gọi là tam giới này á, gọi là ngài gọi là bò lên lết xuống chung gì hết. Quý vị biết bò lên lết xuống là sao không? Là lâu lâu á bò lên được làm người, phải không? Hoặc là hay hay chút nữa là bò lên được làm trời. Nhưng mà làm trời lúc rồi thì sao? À, lết xuống trở lại hoặc là lết xuống làm người, hoặc là lết xuống trở lại làm ngạ quỷ súc sanh, rồi lâu lâu cứ bò lên trở lại làm người, làm trời trở lại nữa, rồi cứ gọi là bò lên lết xuống, bò lên lết xuống vậy hoài, lẩn quẩn trong đó thôi, không ra khỏi, phải không? À, như vậy tức là một cái gọi là một cái cuộc sống nó gọi là nó sôi vần vậy thôi. Không? Bởi vì đó gọi là tùy theo cái nghiệp, không? Tùy theo cái nghiệp mà mình đã tạo đó mà gọi là có thay đầu đổi mặt, gọi là thay đầu đổi mặt đó, hoặc là trời, hoặc là người, rồi hoặc địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nó cứ thay vậy, thay nhau vậy, nhưng mà không mất hẳn. Đó. Tức là không có hoàn toàn hẳn là như trước, người là người ngoài, không? À, nhưng mà cũng không hoàn toàn là bất hẳn. Đó. Cho nên đó là một cái ý nghĩa gọi là luân hồi, nó có ý nghĩa rất là sâu xa chứ không phải thường. Đó. Bởi vậy mà xưa ông vua Mi Lăng Đà, ông hỏi ngài Tỳ Kheo Na Tiên, ngài Tỳ Kheo Na Tiên tức là bậc mà tu hành chứng A-la-hán, cho nên là ngài cũng là thấy rõ hết mọi việc. Thì ông hỏi là luân hồi là thế nào, thưa Đại Đức? Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới đáp: luân hồi sanh tử là sự sống chết, không? Lui tới, không? Gọi là quẩn quanh của chúng sanh đó. Nghĩa là chúng sanh sanh ra ở trong thế gian, rồi lại chết ở trong thế gian, chết trong đó, không? Rồi sanh trở lại cũng trong thế gian, rồi sẽ chết trở lại trong thế gian nữa, và cứ thế tử sanh, sanh tử mãi mãi, nghĩa là gọi là không cùng đó, chẳng bao giờ ra khỏi thế gian được. Luân hồi tử sanh là như vậy, Tâu Đại Vương, không? À, tức là ông hỏi là nghĩa luân hồi là thế nào, thì ngài nói luân hồi tức là cái sự sống chết nó cứ quanh quẩn tới lui đó, trong thế gian này mà gọi là không có dừng. Thì ông mới thưa xin cho nghe cái thí dụ. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: như người ta ăn trái xoài và lấy cái hạt gieo thì nó mọc lên thành cây xoài, rồi có hoa có trái, nghe không? Rồi lấy trái ăn, rồi có gieo nữa thì nó mọc lên cây xoài nữa, rồi có trái khác nữa, nghe không? Rồi lại ăn nữa, rồi lại gieo nữa, thì như thế là coi như là cái trái đầu tiên đó thì không còn biết đâu mà tìm nữa không biết đâu tìm trái đầu tiên nữa, mà trái xoài cuối cùng nó cũng vậy, nghe không? Như vậy thì nó kéo dài đến vô tận, không có điểm cuối, nghe không? Cứ xoay dần như hoài. Thì sự sống chết, chết sống của chúng sanh trong vòng luân hồi thì cũng thế đó, Tâu Đại Vương. Thì ông mới thưa là vậy thì trẫm cũng hiểu rồi. Đó tức là cái ý nghĩa
Ông nói là cho cái thí dụ, thì ngài thí dụ giống như mình ăn cây xoài, rồi gieo cái hạt, lấy hạt ra cái gieo cái lên cây xoài, cây xoài cái ra sau lớn lên cái thành có trái nữa, thấy không? Có trái nữa mình ăn, ăn rồi lấy cái trái đó cái mình gieo trở lại cái lên cây xoài nữa. Vậy thì cứ vậy là cái lẩn quẩn hoài, rồi cuối cùng rồi lâu rồi thì không biết đâu là cái trái xoài thứ nhất, phải không? Tức là qua một thời gian rồi thì đâu còn nhớ biết đâu là trái xoài thứ nhất nữa, bởi nó mất rồi, nhưng mà nó vẫn còn có liên hệ. Nếu mà không có cái hột xoài thứ nhất, đâu có hột xoài, đâu có cây xoài hiện nay, nhưng mà bây giờ không biết đâu là hột xoài thứ nhất nữa, rồi cũng không biết đâu là hạt xoài cuối cùng, bị nó còn kéo dài nữa, phải không? Đó, thì đó gọi là luân hồi, xoay vần dài dài như vậy. Đó. Rồi sau thì ông mới hỏi đến cái sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia, phải không? Cho nên ông vua Minh Đăng Đà ông mới chợt suy nghĩ một hồi lâu rồi ông mới nói: thưa đại đức, trẫm có một cái hoài nghi, một cái nghi nan là chúng sanh chết ở đây đầu thai vào cảnh giới khác, thì khi đi sanh như vậy chúng có hình tướng hoặc có màu sắc nào chăng? Không, tôi chết đây mà sanh vào cái cõi khác, vậy khi mà đi vậy đó thì có hình tướng hay có màu sắc gì không? Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới trả lời là chẳng có màu sắc nào, cũng chẳng có hình tướng gì khi chúng sanh đi đầu thai. Tâu Đại Vương, suốt cả tam tạng đức chánh đẳng giác không nói điều ấy. Thì ông vua Minh Đà ông mới thưa: nếu Đức Phật không thuyết điều ấy thì rõ ràng giáo pháp của Đức Phật đồng với ngoại đạo rồi. Ông nói vậy thì giống pháp của Phật giống như ngoại đạo. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: tại sao đại vương lại suy diễn như vậy? Thì ông mới nói: đúng là trẫm suy diễn, nhưng mà trẫm suy diễn y cứ nơi câu nói của đại đức. Tức là suy diễn nhưng mà có chỗ y cứ, chứ không phải là gọi là nói khơi khơi, thấy không? Là nếu chúng sanh đi đầu thai mà không mang theo màu sắc và hình tướng nào cả, như vậy thì chứng tỏ là không có chúng sanh đi đầu thai, thấy không? Đó. Không có chúng sanh đi đầu thai thì cảnh giới mà nó đầu thai cũng không có luôn. Cõi sau không có thì cõi sau nữa cũng không có. Nếu luận điểm như vậy thì khác gì chủ trương của tà sư, ông kể là cái vị tà sư xưa đó, là một bậc thầy lớn, là bậc trí thức lớn ngoại đạo, hằng tuyên bố chẳng có cõi này, cõi sau, nên không có chuyện chúng sanh đầu thai vào cõi sau nữa. Nào, như vậy tức là ông gọi là ông gạn lại đó. Ông nói là nếu mà như ngài Tỳ Kheo Na Tiên nói là giờ đây chết rồi đầu thai đời sau, nhưng mà không có khi mà đi đó thì không có hình sắc, màu sắc, hình tướng gì hết, thì giống như không có. Không có thì thành ra coi như là không có cõi này cõi sau. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: đại vương hãy nghe Bần Tăng nói đây. Thì ông mới thưa là trẫm nghe rõ rồi. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói: đại dương có nói dối hay không đó? Tức là ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói là: đại dương hãy nghe Bần Tăng nói đây nào. Thì ông nói: thì trẫm nghe rõ rồi đó. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói: như vậy thì đại dương có nói dối hay không? Đó, quý vị phải nghe kỹ chỗ này. Mới hỏi đó không thì ông nói nghe rõ rồi, nhưng mà rồi ngài gạn lại ngài nói là đại vương có nói dối hay không. Thì ông mới nói: sao đại đức lại nói thế? Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: làm sao đại vương có thể nghe được lời nói của Bần Tăng đó, khi mà lời nói của Bần Tăng chẳng có màu sắc và hình tướng nào cả, chẳng có màu xanh trắng vàng vân vân, hay là hình thù như là ngựa voi xe đi từ miệng của Bần Tăng sang lỗ tai của đại vương, thì đi mới nghe được. Còn này nó không có hình tướng hết, sao đại vương nó nghe? Vậy là đại vương có nói dối hay không? Đó. Thì ông Gô Minh Đăng Đà ông mới tán thán: hay lắm, tuyệt vời thay là trí tuệ của đại đức. Không, tức là để thấy rằng nghĩa là tuy là âm thanh nó không có hình tướng gì hết nhưng mà có nghe được. Thì không phải là hoàn toàn không có gì hết. Không, đó. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: tâu đại vương,
chúng sanh lìa bỏ cõi đời này đi tìm chỗ tái sanh, chẳng có màu sắc, hình thù tướng mạo gì cả đâu. Từ cảnh giới này sang cảnh giới kia, ví như tiếng nói của Bần Tăng đi sang lỗ tai của Đại Vương vậy. Tức là tiếng nói nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà không phải là không có. Không, Đại Vương nghe được. Nghe được thì đâu phải là hoàn toàn là rỗng. Không? Nhưng mà đâu có nắm bắt được. Không? Cái tiếng nói đó đâu có nắm bắt được, đâu có màu sắc gì để thấy. Không phải là từ cái miệng của Ngài có cái hình tướng gì đó đi qua lỗ tai của ông vua rồi nghe. Không? Nhưng mà vẫn có nghe. Đó. Thì vậy là không phải hoàn toàn là trống rỗng. Đó. Thì ông vua, ông mới nói, trẫm đã hiểu rồi. Có lẽ là trên thế gian này chẳng ai có tuệ giác thâm sâu như Đại Đức, đã soi rọi làm cho trẫm tiêu tan mọi nghi ngờ. Nhưng từ sự giải đáp của Đại Đức, trẫm lại phát sanh một cái nghi khác nữa. Từ nhân đó thì ông nói ông còn có thêm cái nghi khác nữa. Thì Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài mới nói, thì Đại Vương cứ nói. Thì ông mới nói, nếu tái sanh mà chẳng có màu sắc và hình tướng nào đi ra cả, thì khi đầu thai vào cảnh giới mới, một ngũ uẩn khác sẽ tự nhiên sanh ra chăng? Và như vậy thì nói thiện, nói ác để làm gì? Có sự liên hệ gì giữa nghiệp thiện ác với đời này, đời kia đâu? Và cái mà Phật giáo gọi là vòng luân hồi tái sanh thật là vô nghĩa lý vậy. Xin Đại Đức hãy soi sáng cho trẫm điều nghi nan ấy. Không? Đó, tức là ông có nghi thêm. Nếu mà khi mà đi tái sanh đó mà không có hình sắc màu tướng gì hết, ha, tức là không có màu sắc, không có hình tướng gì hết, mà gọi đây đầu thai vào cảnh giới mới, ha, giờ cái ngũ uẩn mới tự nhiên nó sanh ra, thì giống như không có liên hệ gì tới cái trước, phải không? Cho nên như vậy thì ông nói là vậy thì dòng luân hồi tái sanh nó cũng thật là vô nghĩa. Đó. Thì Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài mới nói, vâng, thường Ngài Đại Vương có ăn cơm chăng? Ha, tức là Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài thứ tự, Ngài dùng những cái thực tế ha, để Ngài mà gợi ý cho ông thấy rõ. Tức là Ngài nói rằng thường Ngài thì Đại Vương có ăn cơm chăng? Thì ông nói là có. Thì Ngài mới nói, thì cái hạt cơm ấy đó là từ đâu mà nó ra? Tức hạt cơm mà Đại Vương ăn hàng ngày đó là từ đâu mà nó có ra? Thì ông mới nói là từ lúa. Lúa sai ra là gạo là mới nấu cơm, tức là từ lúa. Thì Ngài Tỳ Kheo Na Tiên nói, lúa ấy tự nhiên sanh ra hay là do Đại Vương bảo nhân dân cày bừa và gieo hạt? Thì ông nói, dĩ nhiên là phải trải qua cái công phu gieo cày và gặt hái mới có được. Thì im lặng một lát, thì Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài mới hỏi tiếp, hạt gạo mà Đại Vương sai người nấu để ăn chính là hạt lúa mà người nông dân gieo trên ruộng phải chăng? Vì đáp phải không? Hạt lúa mà mình ăn đó, không? Tức là hạt gạo mà mình ăn đó, thì có phải là hạt lúa mà người nông dân gieo trên ruộng không? Phải không? Sao phải được? Tức là hạt gạo mình ăn đó, nó khác với hạt lúa người nông dân gieo, phải không? Phải không? Hạt lúa mà nông dân gieo đó là nó mất tiêu rồi, nó lên cây lúa rồi, phải không? Còn hạt gạo mình ăn là khác rồi, phải không? Đó, thì thấy không? Đúng là Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài trí tuệ, Ngài nói rất là tế nhị. Thì ông vua nói là thưa, dạ không phải. Rồi Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, nếu vậy thì hay là nó hạt lúa khác, hay là nó là hạt lúa khác, khác với cái hạt lúa mà từ cái người nông dân gieo? Thì ông vua nói cũng không phải luôn. Nó có được là từ hạt lúa gieo trên ruộng, tức là nó không phải là hạt lúa mà người nông dân gieo, nhưng mà cũng không phải khác được, tức là cũng từ hạt lúa đó lên cây lúa này mới có ở đây, chứ còn khác thì đâu có. Phải không? Đó. Thì ngay đó Ngài Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài liền mỉm cười, Ngài nói, thế là Đại Vương đã tự trả lời câu hỏi của Đại Vương rồi. Không? Đại Vương đã tự trả lời rằng hạt cơm mà Đại Vương ăn chẳng phải do tự nhiên sanh, mà do công người nông phu gieo cày và gặt hái.
tức không phải tự nhiên có, phải không? Lại nữa, hạt cơm ấy có được dẫu chẳng phải là hạt lúa gieo trên ruộng, nhưng cũng do từ hạt lúa trên ruộng ấy sanh ra. Thì cũng vậy, ngũ uẩn tuy đã diệt rồi, nhưng nương tựa ngũ uẩn ấy do các nghiệp thiện ác chi phối mà sanh ra ngũ uẩn mới. Thì ngũ uẩn mới chính là hạt gạo mà đại vương ăn. Nó có được cũng do từ ngũ uẩn cũ, tức là hạt lúa cũ sinh ra. Và đấy chính là sự diễn tiến của vòng luân hồi tái sanh tâu đại vương. Quý vị thấy là Ngài thì Kanh Thiên Ngài đáp rất là sáng suốt, trí tuệ mà thực tế, thấy không? Nghĩa là Ngài không trả lời liền, mà Ngài hỏi lại để cho ông vua ông tự trả lời. Cuối cùng lời thì coi như ông tự trả lời cho ông thôi. Phải không? Đó, tức là hạt lúa, hạt gạo mình ăn đây thì nó không phải là hạt lúa mà người nông dân gieo ban đầu, không? Cũng như mình tái sanh thì cái thân của mình đây là không phải là cái thân đời trước, phải không? Thân của mình đây là không phải thân đời trước, nhưng mà cũng không phải rời thân đời trước mà riêng có thân này, phải không? Do cái thân đời trước nó tạo nghiệp, phải không? Tạo cái nghiệp rồi nó mới dẫn đến cái có thân này, phải không? Cũng giống như hạt lúa mà người nông dân gieo, thì hạt lúa người nông dân gieo đó, rồi nó mới lên cây lúa, rồi nó mới có hạt lúa, rồi mới có đến hạt gạo mình ăn đây, phải không? Thì nó cũng không rời cái hạt lúa đó, nhưng mà hạt gạo mình ăn thì không phải là hạt lúa đó. Phải không? Nó có một sự liên hệ vậy đó, phải không? Hiểu vậy đó thì mình hiểu được cái dòng luân hồi là nó tế nhị vậy đó, phải không? Cho nên không thể là nói là nó mất hẳn, mà cũng không phải là nó còn hoài, phải không? Cái hạt lúa mà người nông dân gieo ban đầu đó thì nó đâu còn, phải không? Nó là nảy mầm nó lên cây lúa rồi thì hạt lúa đó là nó mất rồi, phải không? Nhưng mà nó không mất hẳn, mà do cái hạt lúa đó mới lên cây lúa rồi mới có được những hạt lúa cho mình ăn. Phải không? Thì không mất hẳn mà cũng không phải là còn hoài đó, mà nó có sự liên tục như vậy đó. Thì dòng luân hồi của chúng ta là cũng như vậy đó. Không? Mình tạo những cái nghiệp gì, không? Thiện hoặc ác, thì do cái thân này là tạo chứ gì nữa, không? Hiện cái thân này là mang thân này là tạo, hoặc tiểu ác tạo thiện là cũng nó đây. Nhưng mà rồi khi bỏ thân này đi qua đời sau đó thì đâu còn là đem cái thân này đi qua đời sau, phải không? Thì tức là qua đời sau là thành ra thân mới rồi, nhưng mà cũng không phải rời ngoài thân này mà có, không? Do thân này tạo nghiệp gì đó thì mới liên hệ tới đời sau, không? Đó, nó có sự liên hệ vậy đó. Thì hiểu vậy đó để rồi mình có một cái nhìn nó gọi là nó đúng đắn, nó sáng suốt, phải không? Để sao? Để rồi khi mà bỏ thân này mà qua tới đời sau đó nó có một sự liên hệ tốt đẹp, phải không? Chứ không phải là mất hẳn, để không phải là hối hận. Đó. Cho nên cái điểm mà kế muốn nói cho tất cả đó, để thấy rõ là luân hồi nó có liên hệ với nhân quả, không? Luân hồi là nhân liên hệ tới nhân quả. Đó. Nghĩa là nói đến luân hồi là nói đến nhân quả. Bởi vì sao? Tức là mình có tạo cái nhân thì nó mới đưa đến cái quả, tức là đời nay mình có tạo cái nhân nè thì mới đưa đến cái quả tái sanh đời sau để mà đáp lại cái nhân mình đã tạo đấy, phải không? Đời nay mình tạo cái nhân gì nè thì đưa đến cái quả đời sau là nó có cái quả đó để mà đáp lại cái nhân này, thấy không? Đó. Rồi cái quả đời sau đó nó sẽ làm sao? Cái quả đời sau nó sẽ làm cái nhân, ha, làm cái nhân để tạo trở lại nữa, rồi để tiếp đến là cái quả kế tiếp nữa, ha. Vậy thì cái nhân đời này thì nó đưa đến cái quả đời sau, rồi quả sau nó làm cái nhân để mà kế tiếp quả đời kế tiếp, ha. Vậy thì tức là vòng luẩn quẩn đó kéo dài, đó, cứ thế mà gọi là xoay vòng mãi mà không ra khỏi nhân quả, phải không? Cứ luẩn quẩn vậy nhưng mà không ra khỏi nhân quả, đó. Cho nên gọi là đời nay tạo nhân thì chưa cảm đến cái quả đời sau, cho nên nó mới vẫn gọi là
gọi là khiến cái nghiệp thức đó, cái nghiệp thức nó dẫn mình đi thọ sanh. À, gọi là cái nghiệp thức đó nó dẫn đi thọ sanh. À, thọ sanh đời sau. Đó. Cho nên ở trong Phật pháp á thì không nói đến linh hồn theo cái hiểu của người thế gian. Ha. Tức là trong Phật pháp thì không nói đến linh hồn theo kiểu người thế gian hiểu. Tức là người thế gian hiểu là linh hồn, ai là có cái linh hồn, linh hồn đó, linh hồn là người thì sao cũng là người mãi, không? Linh hồn là thú thì là thú mãi, không? Tức là linh hồn đó là cố định, không? Thì cái đó là không phải trong Phật pháp, không nói cái kiểu linh hồn kiểu đó, mà nói cái gì? À, trong Phật pháp nói là nghiệp thức. À, tức là nghiệp thức nó dẫn mình đi thọ sanh, chứ không phải là nói theo kiểu linh hồn. Là, à, tức là cái phần gọi là nghiệp thức, tức là phần nhận thức mà thuộc theo cái nghiệp quân tập của mình. À, mà nó có thay đổi hoặc tốt hoặc xấu ở trong sáu đường. Không? Tức là do cái nghiệp mình quân tập đó, rồi nó có thay đổi theo sáu đường, chứ nó không có cố định. À, à, tức là nó không phải là gọi là trường cũ như vậy mãi mãi, đó, mà nó có thay đổi. Đó. Do đó mà nói nhân quả luân hồi, ha, nói gọi là nhân quả luân hồi, tức là luân hồi đi theo cái nhân quả, thấy không? Đó. À. Nghĩa là mình còn tạo nhân thì sao? Nếu mình còn tạo nhân thì sao? À, mình còn tạo nhân thì mình còn phải chuốc lấy cái quả, phải không? Đó là cái lẽ thật. Có tạo nhân thì phải có chuốc lấy quả chứ, phải không? À, tức là mà có tạo nhân thì có chuốc lấy quả, tức là còn sống trong luân hồi, phải không? Hãy còn tạo nhân là còn sống trong luân hồi. À, tạo nhân là chuốc lấy quả, cho nên phải lăn quẩn trong luân hồi. À, như vậy thì dù ai là có muốn tránh né, có muốn chối bỏ cách nào đi nữa cũng không thể được. Mình đã có tạo nhân thì phải còn có tạo nhân thì còn có quả, mà còn có quả tức là còn đi trong luân hồi, thấy không? À, tức là còn tạo tác, cho nên gọi là còn tạo tác thì còn đi trong luân hồi, thấy không? À, cho nên là muốn hết luân hồi, muốn không đi trong luân hồi thì sao? Thì phải đừng tạo nhân. À, phải không? À, tức là không có nhân thì đâu có quả, phải không? Còn hay mà có tạo nhân thì bảo đảm là phải đi trong luân hồi thôi. Phải không? Rồi. Còn đã mà tạo nhân mà không muốn có quả thì chuyện đó vô lý quá, phải không? À, cho nên muốn đừng có đi trong luân hồi thì đừng có tạo nhân. Tức là sao? Tức là chỉ có gọi là tu hành dứt cái nghiệp tạo tác, không? Tu hành không dứt cái nghiệp tạo tác, không còn tạo tác nữa, tức là không còn có nhân thì mới không còn có quả, phải không? À, như là các bậc A La Hán, không? A La Hán là không còn cái nhân thì tức là không còn cái quả nữa thì cũng mới giải thoát sinh tử luân hồi. À, thì cái đó là cái gọi là cái lẽ thật nhất, không? Chứ còn lý luận cách mấy nữa cũng không thoát khỏi luân hồi. À, dù cho lý luận hay cách mấy nữa, phải không? Lý luận là trên miệng thôi. Còn quan trọng là tạo nhân hay không tạo nhân nè, cái đó mới quan trọng. À, cho nên đây là phải gọi là phải thực tu, chứ chỗ này không phải là chỗ lý luận. Cho nên gọi là dùng những cái triết lý thế này thế kia thì không thể ra khỏi luân hồi được. Không? Đó mà phải thực sự tu tập dứt cái nhân, không còn tạo nhân thì bảo đảm là không có quả. Đó. À, tuy nhiên bây giờ thì đa số mình là chưa có thật sự dứt được cái nhân, tức là vẫn còn đi trong luân hồi thì phải sao? Đó là cái chỗ mà thực tế với mình đó. Tức là giờ chưa thể dứt luân hồi, giải thoát thành như A-la-hán, phải không? Tức là giờ còn đi trong luân hồi thì phải sao? À, à, tức là người sáng suốt thì còn đi trong luân hồi, nhưng mà mình biết để chọn con đường mình tạo tác để mình đi trong cái tốt lành, phải không?
À, cái đó là người sáng suốt. Giờ biết là còn đi trong luân hồi rồi, à, thì vậy là phải chọn con đường đi cho nó tốt lành, à, tức là chọn con đường tạo tác theo cái thiện nghiệp, à, thiện nghiệp, à, để rồi mình đi trong cái tốt lành, chứ không phải để ân hận đời sau, phải không? Thì đó là người sáng suốt, à, mà chính mình học Phật là học cái chỗ đó, phải không? À, bởi vì mình biết rõ rằng, nghĩa là cái kiếp sống này không phải là ngang đây để dừng, phải không? Kiếp sống của mình đây không phải ngang đây dừng. Do đó mà nó phải làm sao để cho nó khi mình đã còn kéo dài đó thì nó đi trong cái sự tốt lành, là được sự an ổn thêm thì nó hay hơn. Còn không khéo đó, cho nên người thế gian mà không có hiểu được lý nhân quả, thấy không? Rồi bây giờ cứ mặc tình tạo tác, nhiều khi tạo những cái nghiệp đau khổ, tức là tạo cái nhân không tốt, tới chừng qua đời sau là phải chuốc lấy cái quả không tốt, thì lúc đó là ăn năn không kịp. Rồi có khi thì sao? Có khi thì gọi là than trách, trách trời, trách Phật, phải không? Trách làm sao mà ông trời ông bất công quá, không? Cứ đem những cái khổ, những cái mà nghịch đồ tới tôi hoài, mà người kia sao không đem đi mà đem tới tôi hoài, phải không? Than trách, nhưng mà trời không có bất công, phải không? Nhân quả rất là công bằng, phải không? Bởi vì mình có tạo nhân thì nó có quả, nhưng mà tại vì mình không có nhớ, không có thấy hết, cho nên khi mình tạo nhân á, thì mình không nghĩ tới quả, mà khi quả đến á, không, thì lại than. À, còn người hiểu đạo á, thì mình biết rõ đó là cái quả, à, mà do cái nhân mình đã tạo chứ không phải ai đem đến. Do đó mà sao? Vui vẻ chấp nhận để rồi mình chuyển hóa. Chuyển hóa tức là mình tạo cái nhân mới tốt thì mình chuyển hóa. Tức là gọi là mình là chủ mà, không? Mình tạo được, không? Thì mình cởi mở được. À, thì cái đó là cái khéo léo, mà chính đó là con đường gọi là tu tập của mình đó. À, đường tu tập của mình đó để mà chuyển hóa. Cho nên mình tu tập học Phật, tu tập đây là để mình chuyển hóa những cái gọi là những cái nhân mà không tốt đời trước, không? Thí dụ những cái nhân tham sân si đời trước tạo không tốt, rồi bây giờ biết là tu tập là chuyển nè, không? Thành ra dần dần là chuyển thành tốt, mà chính ra chuyển đó là tu, phải không? Chứ còn nếu mà tu mà không có chuyển được hết thì tu như không, phải không? Đó, thành ra mình hiểu được cái như vậy đó, thì mình thấy được cái con đường của mình đi như thế nào để rồi mình chọn, không? Mình đi cho nó đúng đường, cũng như cái sự tu tập, sự học Phật của mình nó có ý nghĩa, nó có giá trị như thế nào thì mình thấy rõ, phải không? Đó. Thì như vậy để nói lên là ngay trong cái đời này mình biết vậy đó, thì không phải đây là cái gọi là cái điểm dừng cuối của mình, mà nó vẫn còn kéo dài nữa, cho nên mình phải biết để mà chuẩn bị, không? Cho nên ở trong kinh Pháp Cú, không? Cái phẩm thế gian đó Phật có dạy là hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau, không? Đó là Phật dạy, không? Là người học Phật đó thì phải khéo sống theo chánh hạnh, không? Tức là cái hạnh chân chánh, không? À, chớ có sống theo cái tà hạnh, tức là tạo những cái nghiệp không tốt. À, như vậy thì nếu mà người biết sống theo chánh hạnh thì sẽ được hưởng điều an vui, không? Hưởng điều an vui cả đời này tới đời sau nữa, không? Hưởng vui đời này và đời sau. Bởi vì khi mình tạo sống chánh hạnh, tạo những nghiệp lành, nghiệp tốt, không? Thì tâm hồn mình nó cũng an ổn, không? Mình là làm điều tốt thì đâu phải lo lắng, không? Còn khi mình tạo những nghiệp xấu đó thì mình mới lo sợ cái quả, lo sợ là người này người kia sẽ đáp trả lại cho mình, không? Cho nên nó bất an. Còn mình là tạo nghiệp tốt thì tâm hồn nó an ổn, vui vẻ, cho nên đời này vui, đời sau lại vui thêm, phải không? Đó, vui đời này và vui tới đời sau nữa, phải không? Và chính đó gọi là cái
cái sự nghiệp lâu dài của mình đó. Thấy không? Đó là cái sự nghiệp lâu dài đó. Còn cái sự nghiệp mà hiện tại của mình đây thì chỉ là dụng trong đời thôi. Phải không? Nhắm mắt là bỏ lại hết. Phải không? Nhắm mắt rồi bỏ lại hết, ra nghĩa địa rồi thì coi như là làm sao? Ai như ai. Phải không? Thành ra mình phải sáng suốt vậy đó để mình tạo, gọi là tạo cái sự nghiệp lâu dài đó. Như vậy thì để cho thấy rõ là tất cả thế gian là đều sống ở trong cái nhân quả, không? Mà đã sống trong nhân quả thì tức là phải biết chọn cái con đường mình đi, tức là chọn cái nhân cho tốt để mình gieo, chứ không ai là chọn nhân xấu để mà gieo. Phải không? Cũng như làm ruộng, nông dân làm ruộng, làm ruộng phải chọn giống lúa tốt để gieo chứ, ai mà để chọn giống lúa xấu để gieo, phải không? Thì đó là cái thực tế. Cho nên mình hiểu vậy đó thì để mà mình gọi là phải khéo để mà chọn giống mà gieo. Sống ở đây là phải khéo biết để mà chọn giống mà gieo đó. Đó là người sáng suốt mà cũng là người học Phật, là để biết cái điều đó. Như vậy thì để cho thấy cho tất cả là hiểu rõ đó. Như vậy thì mình gọi là sống ở đây không phải là cái gọi là cái đời này là cái đời thứ nhất của mình hay là đời cuối cùng của mình. Rồi do đó mình phải biết vậy đó để nhận định cho nó đúng đắn. Nghe không? Về cái gọi là cái việc mà luân hồi sanh tử thì nó rất là tế nhị, cho nên nghĩa là có khi thì mình với con mắt gọi là con mắt phàm của mình đó thì mình không có thấy hết. Nghe không? Cho nên có khi nhiều khi những cái vị mà gọi là mình ý lại theo cái gọi là cái kiến thức khoa học hiện tại đó thì nói rằng luân hồi chắc không có đâu, khoa học chưa chứng minh được mà, phải không? Không thấy khoa học chứng minh hết. Thì chuyện đó là nhiều khi là mấy ông thầy nói để mà hù dọa người ta. Phải không? Nhưng không phải vậy. Bởi vì khoa học là chưa có thấy tới, không? Chứ là chưa thấy tới, chứ không phải là không có, không? Mắt Phật á, thì mắt Phật là Ngài có tới lục thông, cho nên Ngài có thiên nhãn, không? Cho nên Ngài thấy được những cái điều mà thế gian không thấy nữa mà, không? Cho nên Ngài mới thấy được trong thế gian này có tới gọi là sáu cõi luân hồi. Còn khoa học thì chỉ thấy cõi này thôi. Phải không? Thì làm sao mà chứng minh được. Nhưng mà cũng lâu nay thì cũng có những cái câu chuyện luân hồi mà cho mình kiểm nghiệm, không? Chứ không phải là hoàn toàn không có gì hết. Phải không? Thí dụ như những câu chuyện mà những đứa bé thần đồng, phải không? Những cái bé thần đồng đó mới sinh ra là mới có mấy tuổi nhỏ mà đã là biết những cái điều mà người lớn nhiều khi biết không tới. Phải không? Cũng như là mấy năm trước, không? Năm trước là có lần là quý thầy đi xuống giảng cho cái đạo tràng Tinh Tấn ở Cà Mau, thì có ông cư sĩ đó, ông mới đến, ông hỏi là tôi gần đây là tôi có một cái thắc mắc này, xin thầy cũng giải giùm cho, là có đứa bé nó mới 2-3 tuổi mà nó lại sử dụng vi tính rất là sành sỏi giống như người lớn vậy. Nó mới 2-3 tuổi thôi mà nó biết sử dụng vi tính giống như người lớn vậy đó, nên là sao vậy thầy? Thì đúng là bên ngoài với người đời thì khó giải thích. Nó học ai mà nó biết vậy? Phải không? Cho nên là nói theo kiểu ngoài đời, là nếu mà nói theo
cái gen của cha mẹ thì không được, cha mẹ mấy đứa đó cha mẹ bình thường thôi, chứ không phải là cha mẹ thông minh. Không phải là cái gen thông minh mà nó có lại, phải không? Thì cái đó không phải là di truyền. Thì vậy làm sao? Thì quá là mình chỉ còn có cách là nhìn theo đúng tinh thần của Phật dạy là luân hồi thôi. Tức là do nó quân tập đời trước, nó quân tập về cái nghiệp này quá mạnh nè, phải không? Cho nên bây giờ sanh ra là nhớ sớm nữa. Tức là nó có quân tập ở trong trong cái gọi là cái nghiệp thức của nó, cho nên nhớ sớm thôi, chứ còn này đâu có ai dạy nó, phải không? Rồi cũng có những cái câu chuyện luân hồi, như là quý vị mà đọc ở trong Phật học phổ thông đó, thì có câu chuyện luân hồi ở Cà Mau á, không? Trong đó có kể đó, thì quý vị đọc kỹ thì ta thấy. Còn cũng như là câu chuyện mà Hòa Thượng Phước Huệ ở Nha Trang, cũng là câu chuyện luân hồi đó, quý vị. Còn câu chuyện mà Hòa Thượng Hư Vân cũng có kể lại, câu chuyện luân hồi mà chính là Hòa Thượng Hư Vân là ngài kể. Hòa Thượng Hư Vân là vị cũng vị mà tu hành là cũng chứng đạo à, nghe không? Ngài sống tới 120 tuổi, cũng trong thế kỷ 20 đây chứ không phải xa, tức là gần mình. Thì ngài kể là có ông thái thú tên là Trần Lan Khanh, quê ở Chiết Giang, tức là ở Thiệu Hưng bên Trung Hoa. Thì ông sinh trưởng ở tại Cung Minh, thì ông quy y với Hòa Thượng Nham Lâu, tức là ông cũng là làm thái thú nhưng mà cũng là quy y Phật. Thì bình thường á, thì ông gọi là hết lòng niệm Phật, tức là ông niệm Phật trì kinh Kim Cang. Ông làm thái thú nhưng mà cũng thường niệm Phật, tụng kinh Kim Cang. Lúc trẻ khi mà đi thi đó, tức là lúc ông đi thi đó, thì ông vừa đặt chân đến nơi Hàng Châu, đến Hàng Châu đó, thì ông có cái cảm giác cũng giống như nơi đây là giống như cái quê hương cũ của mình vậy đó. Bước đi tới Hàng Châu đó thì ông có cảm giác như là mình về quê vậy, thấy không? Rồi thì ông mới sực nhớ cái kiếp trước của mình, tức là ông sực nhớ kiếp trước của mình chính là vị tăng tu ở cái chùa Tây Hồ, không? Tức là ở vùng đó. Ông nhớ, sực nhớ. Rồi ông cũng thường kể cái chuyện này cho bạn bè nghe, nghĩa là ông chưa đến cái chùa Tây Hồ này lần nào, nhưng mà ông tả cho bạn bè nghe đó, ông tả rõ ràng ngôi chùa như thế nào, nó nằm ở đâu, rồi cái cách bài trí ở trong chùa hay là trong vườn như thế nào, như thế nào, từng ngọn cây ngọn cỏ, thấy không? Vườn chùa rồi đó, ông kể rõ ràng cho những người bạn nghe mà ông chưa từng đến đó lần nào, thấy không? Thì mọi người ban đầu là không có tin, cho đó là cái chuyện hoang đường, thấy không? Tức là chuyện mê tín đó. Cho đó là chuyện mê tín, không tin. Nhưng mà rồi họ mới tìm đến nơi tại chùa đó để mà kiểm chứng lại coi những điều ông nói ra đúng hay không. Thì khi mà họ đến nơi thì thấy đúng như là cái lời ông kể. Kể chùa như thế nào, nằm ở đâu, giai hướng nào, rồi những cách bài trí sao sao đó, thì đúng như ông kể. Rồi ông lại còn nói là vợ mình hiện nay đó, thì kiếp trước đó là một cái nữ đàn Việt, không? Làm chủ cái tiệm hàng gọi là hàng mỏ ở cạnh chùa, từng cúng dường cho ông một cái chiếc áo ca sa, do có chút cảm tình mến mộ đó cho nên đời nay đã kết thành cái duyên nợ, nghe không? Đó thì những người nghe đó đều cho là lạ, cho nên nhưng mà kiểm chứng lại thì càng thấy là có niềm tin thêm. Thì cái cuộc sống của ông thái thú này á, ông cũng rất nhiều cái phước báo, không? Con cháu đông, hiện đời gọi là tuy ông là tin Phật, ông chịu niệm Phật, nhưng mà lại ông không có cái ý gọi là đi tu trở lại,
tức là không biết gọi là phát áo nâu sòng, con đi tu trở lại. À, thì Hòa Thượng Hư Vân ngài kể, rồi ngài nói rằng năm mà quan tự thứ 33, tôi có đến cái chùa Phúc Hưng ở Côn Minh, thì tôi cũng thường cùng ông trò chuyện, tức là nói chuyện với ông thái thú này. Giờ tôi cũng có nhắc nhở nhiều lần cho ông đi tu, nhưng mà ông cũng không tỉnh, ông không chịu đi tu. Vậy làm thái thú cũng có quyền là cũng sang cả, cho nên ông không chịu đi tu. Cho nên ngài Hòa Thượng Hư Vân ngài mới nói đúng là như trong kinh nói là phú quý học đạo nan. Tức là giàu sang là học đạo khó. Không? Vì lo hưởng, nghĩ lại, chứ ngài nói rằng nghĩ lại thật là đúng và đáng tiếc lắm vậy. Đó là cái cũng là câu chuyện mà luân hồi ngài Hòa Thượng Hư Vân ngài kể lại. Thì đó cũng là những cái bài học để nhắc nhở cho tất cả, không để cho thấy rằng nghĩa là mình gọi là không phải là ngang một đời cái thì hết đó, không mà ở đây thì cũng để nhắc cho những vị mà gọi là phú quý đó, không ở đây ngài nói là phú quý học đạo nan đó, nhưng mà ở trong cái đạo tràng này thấy cũng nhiều người phú quý và đi học đạo được thì rất là quý. Phải không? Còn đúng là gọi là phúc quý học đạo nan mà lo chạy theo giàu sang rồi thụ hưởng, cho nên là ít có chịu học đạo đó. Còn đã có tâm học đạo thì đó là rất quý, tức là có cái chủng tử, không chủng tử Phật pháp cũng là sâu dày, do đó mình phải biết là phát triển tốt. Không? Và cái chỗ này là cũng để đây là cũng nhắc nhở cho chư tăng ni là tu hành cũng phải kỹ, không tu hành cho kỹ tốt, không cho dè dặt, chứ không phải mà lo thụ hưởng mà không khéo thì gọi là quên mất cái duyên tốt của mình, không cho nên gọi là không để bỏ mất cái duyên lành sẵn có của mình, mà phải lo gọi là tiến tu, bởi vì Phật dạy rất rõ mà, không được làm người rất là khó, nghe được Phật pháp cũng rất là khó, không mà được là tu hành thì càng khó nữa, phải không? Nghĩa là có nhiều vị đúng là có nhiều vị là học đạo rồi nghe rồi cũng muốn là đi tu, nhiều khi có những vị cũng muốn đi tu mà đâu đi tu được, phải không? Cho nên cũng phải dễ là rồi. Được có được những cái duyên lành mà mình đầy đủ gì đó thì phải cố gắng để mà phát triển, do đó mà mỗi người phải thấy được cái ý nghĩa đó để mà luôn luôn ý thức được cái điều đó để mà gọi là phát triển cái duyên lành của mình cho càng ngày nó càng tốt lên thêm, chứ không có để mà nó gọi là nó lu sụt, không? Như vậy thì cho tất cả để mà tóm kết lại để nhắc cho chung cho tất cả hết đó, để thấy rằng không luân hồi là một sự thật, không đây không phải là cái điều lý luận, không phải là một triết lý, luân hồi không phải là một triết lý, mà đây là một sự thật mà Phật đã thấy rõ chỉ lại cho mọi người. Cho nên chết không phải là hết, không phải là chấm dứt, do đó mà mình phải có sự gọi là chuẩn bị để không phải ân hận đời sau, không nghĩa là mình phải lo gọi là tiến tu để mà chuyển hóa, tức là chuyển hóa những cái nghiệp xấu của mình, để cẩn thận trong cái hành động tạo tác. Nó quan trọng là cẩn thận trong những cái hành động tạo tác của mình hiện tại, không mình đời sau là vui hay khổ đó là do những cái hành động tạo tác của mình hiện tại đây là phần lớn đó. Tức là không hẳn là hoàn toàn là cái cũ hết, tức là không phải thí dụ như mình đời nay mình được vui hay bị khổ không phải là hoàn toàn là đổ cho đời trước hết, đời trước một pha đời trước phần cộng thêm đời nay phần. Tức là chứ không phải là cứ hoàn toàn là đổ trách nhiệm cho đời trước,
cái đó thì cũng không phải, cái đó là cũng hiểu, đó là cũng hiểu không đúng. Tức là nhiều khi là mình có gì đó cứ đổ thừa cho đời trước rồi không? Thì chạy trốn cái trách nhiệm đời nay. Không phải vậy, đời trước có nhưng mà đời này cộng thêm cái hiện tại nữa. Cho nên là nếu mà hiện tại mà biết khéo chuyển không, thì cái đời trước là nó cũng chuyển theo. Cho nên mình không phải là cứ đổ thừa cho đời trước hoàn toàn không? Đó. Thì biết như đó thì mình phải khéo không? Để mà cẩn thận trong những cái hành động tạo tác không? Gọi là hết sức sáng suốt đối với nhân quả. Đó. Cho nên thường phải khéo là nên gọi là rộng kết thiện duyên, tức là mình rộng kết cái duyên lành và tránh tạo cái ác duyên, để rồi không phải là gặp lại trong cái trái nghịch. Mình tạo cái thiện duyên nhiều thì càng hay, mà tránh bớt cái ác duyên thì càng tốt, phải không? Còn mình tạo ác duyên thì tức là sao gặp lại là gặp lại trong cái trái nghịch, phải không? Thì trong cái trái nghịch tức là trong cái khổ đau. Còn tạo thiện duyên tức là gặp lại trong cái vui vẻ, gặp nhiều bạn lành, bạn tốt, phải không? Thì càng hay. Do đó gọi là phải rộng kết thiện duyên đó, mà tránh bớt ác duyên là vậy đó, phải không? Hơn nữa là hiểu rõ là chúng ta hiện có mặt ở đây á, là không phải là lần đầu. Mình có mặt đây không phải là lần đầu, mà đã luân hồi trải qua gọi là hàng, gọi coi như là tỷ tỷ lần rồi, chứ không phải là gọi là trăm ngàn lần nữa. Thì như vậy thì mình sẽ thấy thêm một điều nữa. Quý vị biết thấy điều này gì không? Có mặt đây không phải một lần, không phải lần đầu, không? Mà là vô số lần rồi. Thì trong vô số lần đó đó, không? Mình đã kết duyên biết bao nhiêu người. Phải không? Tức là sao? Tức là theo Phật dạy đó, như vậy thì mọi người xung quanh của mình đây đó thì hẳn là đã từng là những người thân thích với mình, nhưng mà mình quên mất. Bởi vì nghĩa là mình gọi là đã đi qua nghĩa là hàng gọi là tỷ tỷ lần như vậy, thì cái sự mà gọi là liên hệ của mình với những người xung quanh rất là nhiều, đâu có tính được, phải không? Thì vậy là biết bao nhiêu người là thân thích của mình đó, nhưng mà bây giờ nhiều cái mình quên, cho nên là xung quanh mình là nhiều cái là thân thích không à, phải không? Đó, những người thân thích của mình xung quanh không à, nhưng mà mình quên, bởi vì gọi là thay đầu đổi mặt rồi mà, thay đầu đổi mặt là không nhớ, phải không? Tức là không còn như cái mặt ngày xưa. Cho nên là không có nhớ. Do đó mà mình cần phải quán chiếu trở lại theo cái đạo lý. Nghĩa là quán chiếu theo đạo lý là sao? Để thấy rằng nghĩa là chung quanh mình đó là những người thân thích chứ không có ai xa lạ, nhưng mà do thay đầu đổi mặt cho nên rồi quên mất, không nhớ. Chính vì quên mất không nhớ đó cho nên là có khi thì nghĩa là xử sự không được vui với nhau. Phải không? Đó. Thì mình hiểu như đó thì thôi là cũng thông cảm bớt, đó, không? Thông cảm bớt thì như vậy là mình cũng cởi mở bớt. Đó. Và tức là mình sẽ tránh bớt những cái thành kiến, cũng như là tránh bớt làm khổ thêm cho nhau, không? Thì đó là để mình tạo cuộc sống nó sẽ an vui hơn. Đó là mình hiểu được ý nghĩa luân hồi thì nó giúp cho mình nhiều cái gọi là lợi ích lớn lao. Đồng thời một điểm nữa là quý vị biết sao không? Là mình sẽ bớt chấp vào cái ngã này, bớt chấp vào cái ngã tướng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một trong hàng tỷ tỷ cái tướng mình mang thôi. Phải không? Đó. Nghĩa là quán cho kỹ lại thì mình đã đi trong cái vòng luân hồi này là vô số lần rồi, thì mình tức là mình mang nghĩa là vô số cái ngã tướng như thế này. Thì như vậy thì cái ngã tướng của mình đây là một trong vô số cái thôi, chứ đâu phải là cái độc nhất. Phải không?
không phải là cái độc nhất. À, thì như vậy thì nó, nếu mà mình làm con số là coi như nó một phần mấy. Nói theo trong cái danh từ mà của kinh đó, là nó là một phần của hằng hà sa số. Phải không? Tức là một phần của những cái số cát sông Hằng. Vậy thôi, một phần thôi, một phần mà của, nghĩa là như là những số cát sông Hằng vậy thôi. Thì đâu có thấm thía gì đâu. Phải không? Đó. Thì mình sẽ bớt chấp chặt vào cái ngã tướng này. Không? Bớt chấp nó vào nó. Không có đáng kể gì lắm, không? Nó chỉ là giống như một phần mà trong hằng hà sa số mà. Tức là một phần trong hằng hà sa số thân, phải không? Đó. Vậy tức là cũng giống như là một gọi là một quá thân vậy thôi, một cái quá thân mà trong hằng hà sa số thân thôi, có gì đâu. Phải không? Thì vậy đâu có gì quan trọng lắm. Đó. Rồi sao nữa? Nghĩa là cái thân tướng này nó chỉ là một phần trong hằng hà sa số thân, rồi nó cũng vẫn còn tiếp tục mang lấy, nghĩa là hằng hà sa số thân khác nữa. Không? Tức là chưa dứt mà, chưa dứt thì còn nữa. Đó. Vậy thì tức là còn mang, nghĩa là không biết bao nhiêu thân nữa. Thì vậy là có nghĩa gì không? Đó. Cho nên như vậy quán kỹ, nhớ kỹ như vậy đó thì mình sẽ bớt lầm theo nó. Thấy không? Bớt lầm theo nó. Đó. Thì sống sẽ cởi mở bớt, nhẹ nhàng bớt. Phải không? Đó. Thì nhiêu đó là quý vị mà quán chịu khó là quán kỹ, quán sâu cho lại đó thì mình sẽ thấy rằng là cuộc sống của mình sẽ cởi mở rất nhiều và mình sống sẽ tốt với nhau rất nhiều và mình cũng biết cách sống. Để mình sống nghĩa là sáng suốt, có ý nghĩa. Cho nên gọi là sống nhớ là luôn luôn là mình là còn sống trong luân hồi, là còn đi trong nhân quả, tức là sống trong nhân quả. Do đó phải hết sức cẩn thận trong những cái hành động tạo tác, tức là cẩn thận trong nhân quả. Đó là điều gọi là hôm nay là muốn nhắc cho tất cả. Vậy là mong tất cả hãy cố gắng sáng suốt, đừng quên cái lẽ thật này. Đó là cái điều mà gọi là thiết yếu trong cái cuộc sống hiện tại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hãy tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.